cái ý nghĩa của ngày Tết và bánh chưng thì thực sự ra mà nói là cái ngày Tết của mình nó có một cái giá trị đặc biệt, bởi vì Việt Nam là nền văn hóa hòa bình và họ có một cái niềm tự hào là chính là nền văn minh lúa nước. Trái đất rộng bao thứ tiếng y a, tiếng y a Việt quê. Bởi vì chính có cái nền văn minh lúa nước nó mới đẻ ra có cái chuyện bánh chưng bây giờ. Thanh thoát như lời ca, tiếng đàn lời ca. Mắt lim tiếng suối a, heo mây gợi về đường xa. Một tiếng nhớ kia nó nai thầm xa, bên trời thầm xa, bên trời. Tiếng a cha dặn khi lũ về bão rồi, cánh ngôi mơ màng.